Isocon công thức cải tiến mới với nguồn sữa Novas giúp bé hấp thu nhanh, dễ dàng tiêu hóa. Khăn ướt Mamami chủ động ngừa hâm, chăm từng kẽ ngách. Cuối cùng thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, cá rán thơm phức đã được dọn sẵn trên bàn ăn. Tranh thủ lúc Cici ăn tối, bố Thi đã bế Mino lên nhà thay quần áo và cho bé ăn sữa trước khi ngủ. Quá thật, vắng bóng mẹ không dễ gì đối với bố. Ăn cháo xong rồi ăn được mấy miếng cháo xong rồi gặm giấy thì nôn, xong rồi vừa mới lên uống sữa thì uống 180 sữa. Thì bây giờ mà nó mà gắt ngủ thì có cho ngủ luôn không nhỉ? Ok. Rồi. Bố ơi. Ừ, đây chờ bố tí, bố ru cho em ngủ xong rồi bố xuống lấy ngay nhá. Ok bố ạ. Ừ, ngoan nhá. Chơi gì đấy? Ui. Vừa nãy Si rung chuông hay là bố ru em Mino, em cứ chuẩn bị ngủ thì Si lại rung chuông, thế là Mino lại không ngủ nữa. Ừ. Đêm rồi không rung chuông nhá. Bố ngủ đi con nhá. Đây, chờ một tí, bố cốc nước ạ, bố khăn nước quá nhá. Bố khăn nước quá. Bố còn chưa được ăn gì thế này. Bố chưa ăn gì à? Ừ, bố đã được ăn gì đâu. Đấy, mọi người cứ nhìn em trong một chỉ có nguyên một ngày đầu tiên chăm hai con thôi mà coi như là ăn em còn không thấy cảm thấy đói, ngủ em không cảm thấy buồn ngủ. Ngày hôm nay khi mà mình được là một người đứng chính, một người được trải nghiệm đủ tất cả các loại trạng thái và đủ tất cả các thể loại hành động ở trong cái chuyện chăm con này thì nó là cũng khóc ở trong lòng nhiều phết. Ok, đúng rồi. Đây, bố xi lên đi gác. Tạo hóa luôn khiến cho chúng ta phải đi theo một cái con đường mà nhất định mà con người ai cũng phải đi theo. Và thực sự là đây cũng là một cái trải nghiệm cực kỳ là xương máu và ý nghĩa đối với bản thân em nữa. Như em là một người hoạt động nghệ thuật, một người bay nhảy bay bổng và có thể sống xa gia đình, có thể như thế nào chăng nữa, nhưng mà khi mà về đến nhà ấy, thì mình vẫn phải sống cái cuộc sống đấy của mình và mọi người có thể nhìn thấy là nó hoàn toàn gần gũi. Mẹ vẫn hay.